Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký rời TVB thời điểm cao, trở thành triệu phú ở tuổi U50. Rồi bỏ showbiz để tự gây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng, Trần Diệu An hiện tại vô cùng giàu có khi sở hữu trong tay loạt công ty làm đẹp, nhà hàng và nhiều căn biệt thự xa xỉ. Không sở hữu ngoại hình long lanh, mỹ miều như nhiều mỹ nhân cùng thời nhưng Trần Diệu Anh lại là gương mặt nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ sự xuyên dáng trong diễn xuất và tính cách thẳng thắn, sáng sỉ. Năm 1993, khi vừa tròn 21 tuổi, cô quyết định thử sức mình khi ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Dẫu không có sự đầu tư chuẩn bị nhiều nhưng nhờ vẻ đẹp hồn hậu, thân hình nóng bỏng, Trần Diệu An giành được giải người có thể hình đẹp nhất và lọt vào top 5 chung cuộc. Việc xuất hiện trong cuộc thi nhan sắc đã giúp Trần Diệu An lọt vào mắt xanh của TVB. Mặc dù dừng lại top 5, cô đã giành được chiếc vé vào phim trường, được lăng xây cùng với Quang Viễn Hà, Thái Thiệu Phân, Tuyên Huyền và Quách Khả Xuân trở thành ngũ đại hoa đáng TVB những năm cuối thập niên 1990. Ở TVB, Trần Diệu Anh nhanh chóng chứng minh được năng lực diễn xuất, sự biến hóa linh hoạt và thủ nhiều vai đa dạng. Trong năm 1994, cô được góp mặt trong bốn bộ phim với những vai diễn quan trọng. Năm 1996, Trần Diệu Anh tạo được bước đột phá khi đảm nhận vai phản diện, bạch cốt tinh trong Tây Du Ký phiên bản của TVB. Cô thể hiện xuất sắc hình ảnh bạc cốt tinh hận tình, tàn ác nhưng vẫn luôn nhớ về một mối tình đầu chân thật, mộc mặt. Sự thành công của vai diễn này giúp Trần Diệu Anh tiếp tục được thể hiện vai Bạch Cốt Tinh trong Tây Xu Ký 2 năm 1998. Khi chỉ đảm nhận xuất sắc vài phản diện, Trần Diệu Anh có thể hiện tính cách lý lắc, đáng yêu của mình khi xuyên sáng chọc cười khán giả qua các bộ phim như Người Vô Hình, Kim Ngọc Mãng Đường, Hoa Mộc Lan. Đặc biệt, hai vai lăng vần và sở sở trong vẻ đẹp bị đánh cắp đã đưa Trần Diệu Anh lọc vào top 5 đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất TVB 2002. Sau 5 năm tham gia diễn xuất và trở thành hoa đáng hàng đầu tại TVB, Trần Diệu Anh được coi là một bảo chứng của nhà đài. Mỗi bộ phim cô tham gia đều thu hút khán giả, đạt xây tin tốt và thiện cảm từ công chúng. Đang trong lúc sự nghiệp phát triển ở thời kỳ đỉnh cao, trở thành hoa đáng hàng đầu được TVB ỏ bế, thì Trần Diệu Anh bất ngờ tuyên bố chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật vào năm 2002. Mỹ Nhân sinh năm 1972 chia sẻ, Càng hoạt động trong showbiz, cô càng cảm thấy đây không phải là môi trường thích hợp. Tính cách thẳng thắn, không mỏ mè, sự giãn đơn trong lối sống khiến cô cảm thấy mình không thích nghi được hoàn toàn với sự hào nhoáng của showbiz. Không những vậy, nghề diễn không đem lại cảm giác an toàn cho Trần Diệu Anh, bởi với cô có quá nhiều những điều mà bản thân không thể nắm giữ khi tham gia vào showbiz. Trần Diệu Anh cho biết, trong 8 năm trong làng nghệ thuật, cô đã được trải nghiệm nhiều điều thú vị, đã có cơ hội biểu diễn diễn xuất ca hát và những điều này thuộc về tuổi trẻ. Khi đã đủ trưởng thành, chín chắn, Trần Diệu Anh muốn tạo lập một điều gì đó cho riêng mình. Cô chọn hướng đi kinh doanh các sản phẩm làm đẹp và một mình đứng ra gây dựng sự nghiệp. Thời điểm này, báo chí Hồng Kông từng đăng tin cô là vợ bé của một đại gia có người chống lưng nên mới mạnh dạng rời làng giải trí ở thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, Trần Diệu Anh vẫn một mực giữ im lặng, cô lặng lẽ tập trung cho sự nghiệp riêng, không quan tâm đến những thị phi biết Tài ngang bước vào thương trường, hoạt động kinh doanh của Trần Diệu Anh gặp không ít khó khăn trong khoảng từ năm 2003 đến 2004. Tuy nhiên, cô luôn cương quyết tự xử lý mọi vấn đề. Tôi luôn tự nhủ, phải đứng lên và chứng minh được năng lực của mình. Con đường đã chọn không cho phép bỏ ngang, cô tâm sự. Nhờ sự cố gắng học hỏi miệt mài, từ năm 2004 trở đi, công ty của Trần Diệu Anh bắt đầu khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Năm 2006, cô được bình chọn là một trong những người hoa kiệt xuất của thế giới. Cùng năm đó, cô được trường đại học Armstrong của Mỹ cho bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh xen dự. Công ty của người đẹp liên tiếp giành nhiều giải thưởng trong 3 năm liền. Bản thân Trần Diệu Anh cũng giành về giải người sáng lập tại Hồng Kông, giải thưởng dành cho những doanh nhân thành đạt. Sự nỗ lực và những thành công của Trần Diệu Anh khiến công chúng không khỏi bất ngờ không chỉ thành công trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ viện. Vào năm 2007, Trần Diệu Anh còn tiến vào lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, mở một nhà hàng ẩm thực phong cách Thượng Hải, đặt tên là Giang Nam Mỹ Trù. Năm 2009, cô đầu tư 200 triệu đô la Hồng Kông, tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực ăn uống. Nhờ có danh tiếng, Trần Diệu Anh bỏ tiền ký hợp đồng với nhiều sao nữ nổi tiếng như Ngô Quân Như, làm người đại diện cho sản phẩm của mình. Từ một người đẹp trần yếu tài mềm đến giờ, Trần Diệu Anh đã trở thành nữ cường nhân của xứ Cảng Thơm. Cô sở hữu trong tay loạt công ty làm đẹp, nhà hàng, nhiều căn biệt thự và là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất đi lên từ chính đôi bàn tay của mình. Tính đến, đến nay, Trần Diệu Anh đã rời TVB gần 20 năm. Cô sống kín tướng đến mức không phóng viên nào có thể khai thác được cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên. Tuy nhiên, trong một số ít lần xuất hiện ở những bữa tiệc của một số đồng nghiệp thân thiết trong ngành, Trần Diệu Anh vẫn nhận được vô số lời khen như ngoại hình trẻ trung, sắc sảo. Ở tuổi U50, Trần Diệu Anh vẫn chưa lập gia đình, cô từng được TVB nhiều lần mời hợp tác với số thù lao khủng, nhưng luôn từ chối vì muốn toàn tâm toàn ý cho các hoạt động kinh doanh.